Hey yo, what's up? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 7, báu vật tộc rồng 7, cản trở phép. Ok, let's go. Điều kiện để qua cái ải này là chiến thắng trong hai lượt. Bây giờ thì chúng ta có một số cái lá bài ở đây. Đưa con rồng mặt nạ lên trước. Hãy làm theo từng bước như thế này thôi. Rồi, đưa trận pháp lên. Đưa 7 keo dính lên. Đưa nhân bản lên. Rồi dùng rồng mặt nạ, nện rồng mặt nạ của nó thôi. Mình sẽ rồi gọi ra cái đá trắng truyền thuyết. Ok, quay nó về tư thế phòng thủ. Đừng có để nó tư thế tấn công. Nếu bị đập thì chết, chúng ta chỉ có 300 LP thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc lượt. Lượt thứ nhất kết thúc ở đây thôi. Rồi, 7 keo dính. Nhân bản tiếp tục. Trận pháp quấy nhiễu để phá cái lá 6 gọi rồng của nó vừa đưa ra. Nếu như không có trận pháp quấy nhiễu thì nó sẽ gọi rồng trắng với xanh của nó ra. Rồi, bây giờ thì đến lượt chúng ta. Nó còn một cái lá ấp. Có thể nó chính xác là cái lá trận pháp quấy nhiễu của nó luôn. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cái cuốn sách bí thuật này lên để phá trận pháp quấy nhiễu của nó. Đấy, xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa 6 gọi rồng lên. Nếu như ta đưa 6 gọi rồng lên thì sẽ bị trận pháp quấy nhiễu của nó trước. Và thất bại. Rồi, 3 con rồng trắng mới xanh lên. Nện thôi. Vậy là kết thúc cái bài tập này. Bài tập này thì dễ cũng không phải dễ, khó cũng không phải khó. Nếu như các bạn, anh em muốn làm về một cái bài tập nào mà anh em chưa biết thì hãy comment bên dưới. Vậy tôi sẽ làm bài tập đó. Goodbye.